Ngày mùng 4 tháng 1, nước lũ đã nhấn chìm nhiều tuyến phố và nhà cửa ở thị trấn Ake miền Bắc nước Pháp. Tại khu vực Padukele miền Bắc nước Pháp, hàng trăm người đã phải sơ tán khi lũ lụt bắt đầu từ đầu tuần. Đây là trận lụt thứ hai tại khu vực này trong hai tháng qua. Theo giới chuyên gia, nước sẽ không thể rút sớm tại khu vực này trước cuối tuần. Cảnh báo đỏ đã được ban hành khi một con sông trong khu vực sắp vỡ bờ và làm ngập lụt các cánh đồng ở thị trấn Westerham hiện nhiều khu vực tây bắc châu âu cũng đang phải vật lộn đối phó với những ảnh hưởng của các cơn bão mới nhất ở đại tây dương gây mưa lớn